Biết ơn đối với nhiều người có thể là hai từ khó nói, và thường chúng ta nghĩ rằng những thứ mà chúng ta nhận được là điều hiển nhiên. Ví dụ như hàng tháng nhận lương, chúng ta nghĩ rằng đó là điều bình thường. Hoặc người thân làm điều gì đó cho chúng ta nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên và chúng ta thường ít khi cảm ơn họ. Theo luật hấp dẫn thì bên trong có cái gì, bên ngoài sẽ có cái đó. Người nào có sẵn lòng biết ơn thì sẽ được ban tặng thêm, và anh ta cô ta sẽ dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta cô ta có được sẽ bị tước đi. Chẳng hạn như bạn nghĩ, tôi không hạnh phúc, tôi không thích công việc của mình, người bạn đời của tôi không tốt, con cái tôi không ngoan, nhân nhân, thì bạn sẽ càng thu hút những thứ ấy đến với mình. Nhưng nếu ngược lại, bạn nghĩ, tôi yêu công việc của mình, người bạn đời của tôi rất tốt, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, con cái tôi rất ngoan, và bạn âm thầm cảm ơn những điều đó, thì luật hấp dẫn sẽ thu hút những điều đó đến với cuộc sống của mình. Vì thế, nếu muốn có một sức khỏe tốt, hãy biết ơn sức khỏe của mình. Muốn dư dả đủ đầy, hãy biết ơn những khoản tiền mình đang có. Muốn cải thiện mối quan hệ, hãy biết ơn mối quan hệ ấy. Nếu thực thi lòng biết ơn một chút, cuộc sống của bạn sẽ cải thiện một chút. Nếu thực thi lòng biết ơn của bạn càng nhiều thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Hãy thực hiện lòng biết ơn mỗi ngày để có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và đủ đầy bạn nhé.